giữa tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, trong đó có xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban. Ngày 30 tháng 7, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Liban đã khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Liban vào thời điểm hiện nay. Những công dân đang sinh sống ở Liban nếu không có công việc thực sự quan trọng và cấp thiết ở nước sở tại, nên cân nhắc rời khỏi nước này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Trong trường hợp bất khả kháng, đề nghị công dân Việt Nam còn ở lại Liban thường xuyên giữ liên lạc với nhau để kịp thời hỗ trợ tại chỗ khi cần thiết, tránh đến những nơi đông người. Nếu cần hỗ trợ, công dân được đề nghị liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hoặc Văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Liban. Cùng ngày 30 tháng 7, Đại sứ Việt Nam tại Israel cũng ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt sở tại thực hiện một số biện pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn. Công dân thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của nước này. Công dân hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, đặc biệt là miền Bắc Israel. Người Việt Nam tại Israel cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh của chính quyền sở tại, chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho bản thân và thân nhân, thường xuyên giữ liên hệ với đại sứ quán. Mỹ và Anh cũng đã khuyến cáo công dân rời Liban ngay khi có thể hoặc không đến nước này trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tăng nhiệt. Một số hãng hàng không cũng đã đình chỉ chuyến bay đến và rời Liban do lo ngại chiến sự quy mô lớn nổ ra. Giới chức Israel cáo buộc phong trào Hezbollah ở Liban đã phóng rocket vào sân bóng ở thị trấn Maidan Sam trên cao nguyên Golan, khiến nhiều người thương vong hôm 27 tháng 7. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận cáo buộc. Quân đội và chính phủ Israel tuyên bố sẽ đáp trả và khiến Hezbollah trả giá đắt chưa từng thấy, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra cuộc chiến toàn diện giữa hai bên. Israel sau đó tiến hành cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban, hạ sát Fuad Shuk, cánh tay phải của thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah. Căng thẳng càng leo thang sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran của Iran, gây ra làn sóng giận dữ trong thế giới Ả Rập. Iran và các đồng minh cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát và thề sẽ trả đũa.